Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu chiến binh. Bữa giờ thì mình đã đi khám phá ở khá là nhiều vùng đất luôn. Tuy nhiên thì ở vùng đất tăng giá thì mình mới phát hiện ra là có cả loài rồng băng nữa. Nên là chắc hôm nay mình sẽ lên đường và đi săn rồng băng thử xem như thế nào. Để coi mình có đủ may mắn để gặp được rồng và săn đủ số lượng vảy để tiến hành chế tạo một bộ giáp bằng vảy rồng hay không á. Không chần chờ gì nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường thôi nào. Wow. Mình đi tìm rồng nhưng mà tìm được cái gì đây? Một cái lâu đài. What? Ui dồi, nó rất là to và đẹp luôn. Ui, đỉnh thật. Ở giữa nó còn có một quả cầu gì đó rất là sáng cơ. À, được á nha. Ê khoan. Ui sao tên kia nhìn mặt cáo vậy? Mặt giận dỗi vậy? Giận dỗi cái gì bắn vô? Rồi mình lấy cái cung. À không, lấy cái khiên đi. Lâu rồi chưa dùng khiên. Hút một phát cho đỡ giận nha. Này thì giận. Ủa? Trời ơi, con cười điểu mình nữa. Dám cười điểu mình. Ui, tên này là boss à? Ui da. Ê. Mặc giáp vô. Đây là Magic Speller. Ui, trời ơi, nó xây kìa. Helicopter. Nani. Wow. Boss này boss dữ rồi. Làm gì, làm cho con mèo gì tiếp theo đây? Này thì chịu hồi. Đỡ liền. Xoay liền. Quất liền. Ui, nó bắn mũi tên. What? Magic Speller hả? Xử luôn á chứ. Dám chọc giận mình. Ôi trời, mà phải công nhận tên đó mạnh nha. Hắn xài toàn phép độc lạ không à. Phép xoay. Ở giữa mình thấy nó có cái chỗ. Không biết là nó có giấu cái gì không nhờ. Để mình thử mình bay lên đó coi như thế nào. Ồ, mình nghi là nó sẽ giấu một cái gì đó nguy hiểm lắm ở trong quả cầu này. Chứ khi không thì tự nhiên lại có một cái quả cầu to như vậy đúng không? Đúng rồi. Tất cả đều đúng. Ở trên nè, ở trên cửa. Ở trên là không có gì rồi. Vậy thì đào xuống dưới. Ngay chỗ quả cầu luôn. Nó không giấu gì thiệt. Ủa? Làm sao? Vậy thì ở chính giữa chỗ này nó có giấu gì không? Cũng không. Ồ, có dấu. Một căn phòng. Wow. Căn phòng nuôi chuột. Ôi dồi ôi. Sao nhiều chuột vậy? Đừng nói là tên pháp sư đó nuôi chuột nha. Làm thú nuôi nha. Mẹn đất ơi, cái này nuôi nhiều vậy chắc hắn làm chuột xào lăn hay sao nè. Mới nuôi nhiều vậy chứ. Chuột bự không đó. Chuột như chuột cống ấy. Ngoài chuột thì chẳng có một cái rương nào trong đây cả. Ôi nhưng mà có cửa sạp. Wait a minute. Vậy là còn có đường ống cống nữa hả? Chuẩn rồi. Chuột cống mà có cái cống là hợp lý luôn á. Nè. Ống cống nó dẫn tới đâu đây? Cũng tò mò đấy. Nó sẽ dẫn mình tới một cái cây. Ủa sao gói dữ vậy ta? Vậy là rương giấu trong cái cây này chắc luôn, không lệch đi đâu được đúng không? Ủa không đúng luôn hả? Gì mà gì kỳ vậy? À đây nè, có cái rương thiệt nè. Ê, chưa, mình sửa mấy con xương này cái đó. Tên boss này cất hẳn một cái quyển sách Mending. À,
Giấu có quyển sách sửa chữa thôi mà đầu tư dữ bro. Cầm một respect cho thanh niên này á. Quá là kỳ công luôn. Thôi đủ rồi, mình khám phá xong rồi, chắc chuồn thôi. Một phần mục tiêu của mình đi tới cái vùng này á cũng là để đi tìm cái vùng băng ở đây luôn. Oh man. Sao mà đỡ được. Mình tìm được cái vùng biển băng luôn rồi nè. Vì ở cái vùng biển băng này cũng sẽ có boss cho mình thử sức á nha. Sẵn đường thì thôi đi tìm thử luôn á nha. Ê nhưng mà khoan, hồi nãy mình thấy có cái nhà. Cái nhà của ai đó thì phải đúng không ta? Chuẩn luôn nè. À mình nhớ rồi, đây là cái nhà. Cái nhà mình từng gặp ở cái vùng rừng rậm ấy. Ủa phải không? Không giống lắm. Ồ đây là một cái nhà mới. Wow. Cách xây khá là đẹp ha. Vô thử coi. Ồ đây là nhà của những cái thương nhân. Wow. Quá trời trao đổi đồ với mình luôn nè. Tuy nhiên thì những thương nhân này hình như là không có trao đổi đồ xịn. Có sách. Mình lấy được không ta? Sách gì đây? Ồ cái này là giống như nhật ký đó. Hành trình ngày thứ 5, 45 rồi. Wow wow. Đúng là thương nhân du mục ha. Đi phiêu lưu rồi. Rồi ghi nhật ký đâu. Uầy ở đây cũng có cái quầy bar nữa nè. Cho tôi một ly matcha đá xay nhằm ánh mắt của ông. Ui, ôi bỏ cái gì khó quá, cho qua đi. Ngoài ra thì trong đây không còn gì cả. Ôi, thử lên lầu cái. Cũng là lọ chai đâu thôi hả? Lạ nhờ. Thì ra đồ cất ở trong phòng. Blue Sprint. Là cái gì? Dùng để trang trí hay sao á? Sách cường hóa đâu nè. Ra là vậy. Hết rồi. Ủa? Ô trời ơi. Thiết kế cái cửa sổ. Cái cửa đó mà mới sáng dậy tưởng cái cửa bình thường, đi xuống chắc là tỉnh ngủ luôn á. Ok. Thôi khám phá được một cái nơi của thương nhân khá là thú vị rồi. Giờ thì chuyển sang cái vùng biển băng này đi. Anh thủ trời sáng rồi đi khám phá cho nó an toàn nào. Đây rồi. Ui hai công trình luôn. Wow. Hai công trình đầu tiên mình gặp lần lượt là một cái con thuyền bị mắc cạn vô tảng băng nè. Và một cái giống như là doanh trại vậy. Ok. Lần lượt khám phá nào. Đầu tiên là con thuyền cướp biển trước đi. Ui. Hung dữ vậy. Một tên. Khá là đông nha. Mình nghe tiếng đông lắm. Không sao. Ui. Ây da. Bị đánh lén. Ây. Chết. Tên này đâu ra vậy? Mình thấy con tên giống như là... Ôi, pháp sư hả? Sao nhìn nó lạ lắm? Ui, đây rồi, cái tên mình cần tìm đây rồi. Ui, hắn là boss. Trời đất ơi, ấy da. Ui. Ghê vậy? Bình tĩnh. Hắn rất là trâu luôn. What the hell? Mình cần làm được rồi. Một xíu nữa thôi. Ê, hắn triệu hồi xương đen kìa. Chơi mà chơi triệu hồi. Một cái nữa. Ê, hình như mình hạ được hắn rồi. Hehe. Yes. Ngoài ra thì còn cái tên thuyền trưởng nữa nha. Trong đây có cái tên thuyền trưởng hải tặc. Mình cần tiêu diệt tên đó. Ủa không phải tên này. Tên này là tên có lá cờ thôi. Ủa tên thuyền trưởng chạy đi đâu nhờ? Hay là hồi nãy mình hạ luôn cái tên thuyền trưởng mà mình không hay ta? Cũng có thể lắm. Hồi nãy vô trong khúc hỗn loạn á, mình cứ chặt liên tục thôi, không quan tâm gì luôn. Ồ đây chắc là cái ghế của tên thuyền trưởng nè. Ok. Ngồi lên đây. Mình sẽ làm lọc cắp tành. Đọc thử coi. Ờ đây giống như là ghi lại cái hải trình của tên đó vậy á. Chắc vậy. Rồi. Wow.
thêm một vài món đồ, một cái đôi dài cho bartender nè, một cái áo buổi tối, một ít quyển sách cường hóa. Trong thùng có sách nữa. Wow, những viên ngọc lục bảo này mình cũng có thể lấy về luôn, nó miễn phí mà. Thử đi xuống dưới coi. Ồ, mình nghe tiếng dân làng thì ra là bọn chúng kiểu như bắt cóc dân làng nè. Ồ, ác chưa. Ủa, ồ, ở đây còn có rương nữa. Ở về đây rồi. Nó cất cái shell horn đó ở tầng dưới. Và cái shell horn này rất là cần thiết luôn, để nó có thể giúp mình triệu hồi ra thuyền trưởng Cornelia. Đây là boss ở cái vùng biển băng này á. Rồi trong rương thì cũng có ít kho báu nè, mình cũng sẽ lấy nó luôn. Coi ngoài cái kèn đó thì còn cho mình gì khác không? Còn có đĩa nhạc nữa chứ. Thêm một cái bát súp biển cho mình sức mạnh và hiệu ứng Fury. Ờ, không biết Fury có công dụng gì ở cái vùng biển này ha. Chắc nó sẽ hữu ích á, mình sẽ giữ đi, tí có gì mình ăn. Còn dân làng thì ok, giải cứu luôn. Mình là chiến binh tốt bụng mà. Nhưng mà nó kích hoạt cuộc xâm lược rồi. Hình như mình đặt làm tốt không đúng chỗ. Mình lại báo dân làng rồi. Mình lỡ kích hoạt cuộc xâm lược rồi. Nhưng mà giữa biển chắc bọn cướp dân làng không mò tới được đâu, khó lắm. Mình phải bay mới tới mà. Bọn chúng hình như bọn chúng tới rồi. À thôi thì mình có nên trốn trong đây luôn không? Tự nhiên cái báo dân làng ghê á. Ồ, còn có một cái con dao gì nữa nè. Dao này có 4 sát thương à, nhưng mà mỗi lần đánh mình sẽ được tốc độ chạy á. Khá thích hợp đánh xong chuồn á. Ok, giờ thì mình sẽ thử ra ngoài coi. Còn mấy dân làng sợ quá thì có thể núp giống như cái bác này nè, đừng đi ra là được. Chứ không thôi ra ngoài là không ai cứu kịp đâu á. Ok. Vậy nha, giữ sức khỏe nha. Tôi đi trước đây. À quên, đi sao được, kế bên còn cái chỗ ấy mà. Cái bên còn chỗ kiểu như là tòa tháp canh. Liệu rằng trong tòa tháp canh này có gì đặc biệt không? Ui. Gì đây anh bạn? Cho ngọc lục bảo tôi à. Cảm ơn nha. Ui dồi ôi, tối nay cất nhiều ngọc lục bảo lắm. Wow, còn thêm cái Black Eye nữa nè. Ấy, đây là một trong những con mắt thần bí á. Xịn. Hơi bị bất ngờ khi mà mình có được con mắt ngay thời điểm này. Thời điểm mà mình đã đánh xong con rồng Ender mất rồi. Ngoài ra thì trên cái tòa tháp canh này cũng không còn gì đặc biệt khác, ngoài những cái tên cướp dân làng giống như vậy. Ủa, sao có tên đeo ba lô nhìn xịn vậy? Vô sự luôn. Và chắc bây giờ mình sẽ không chần chờ gì nữa, mình sẽ tiến hành cái công đoạn, đó chính là triệu hồi ra thuyền trưởng Cornelia bằng cái shell horn này. Cái này nó khá là nguy hiểm nhưng mà mình thích những pha mạo hiểm như vậy. Bấm kích hoạt cái Nothing Happened. Ủa kỳ ta, sao không được nha. Hay để mình thử ngủ một giấc cho trời sáng đi, cái mình triệu hồi buổi sáng coi có được không. Ủa kỳ ta, hay là mình triệu hồi không đúng nha. Mình có thể dùng nó ở gần nước, trong cái vùng Ice Maze. Hay là không đúng dùng đất nha. Ice Maze thì là chắc mấy cái chỗ mà xoắn ốc. Trong cái vùng này hồi nãy mình bay ngang mình thấy có mấy cái chỗ xoắn ốc. Ở đây nè. Đây là một trong số đó nè. Ok. Ui trời. Cô gấu. Nguy hiểm. Đáp ngay chỗ gấu luôn ạ. Rồi dùng lại nè. Được chưa? Cũng không có gì xảy ra. Thử dùng ngay đây coi.
cũng không được. Ô, bây giờ thì được rồi. What? Ui, ui, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Thuyền trưởng Cornelia đã xuất hiện. Ê, mình ăn bát súp này vô. Có vẻ bát súp này sẽ giúp được mình á. Red, let's go, let's go. Mình được hiệu ứng Fury gì cơ. Ui. Wow, wow, wow. Thuyền trưởng này có một cái con cá đi theo cơ. Rồi đấy. Thuyền trưởng cũng xài một cái thương. Quánh thuyền trưởng luôn nè. Đỡ đòn. Xong là phản đòn liền. Ghê đấy, thuyền trưởng này toàn tấn công không nha, không thèm chạy luôn. Ui, còn có vũ khí mới nữa. Cắn nhé. Tiếp tục là chặt. Và có siêu hồi phục. À, cái nữ thuyền trưởng này ghê quá. Mình mạnh như vậy mà còn không xi nhê á. Ấy, hay là do mình chưa mặc quân giáp. Ừ đúng rồi. Ui, nãy giờ mình toàn toàn dùng cái cánh cứng á. Đây rồi, đây rồi. Chặt một cái cực mạnh. Wow. Uầy. Các bạn coi cái đòn chí mạng hồi nãy của mình kìa. Nhảy lên. Hi, chặt như vậy. Kết liễu được thuyền trưởng liền luôn. Nhưng mà mình không có đồ của thuyền trưởng rơi ra rồi. Một phần là do mình dùng cái cây cái cây song kiếm á. Ồ, nhưng mà không sao. Boss thì mình cũng đã đánh bại được rồi. Đây, Ghost of Captain Cornelia nè. Quá đã, quá đã luôn. Vậy là mục tiêu mình đề ra ở cái vùng này đã được thực hiện rồi. Giờ thì lấy đồ cánh và bay thêm vài vòng thôi. Để coi coi vùng này còn gì đặc biệt hay không ha. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định là mình sẽ bay về nhà để chuẩn bị cho cái công việc mà mình đã đắn đo mấy bữa nay rồi. Đó chính là tìm kiếm và đánh bại boss mạnh nhất ở trong thế giới siêu chiến binh này. Mặc dù mình biết bây giờ mình chưa thật sự là mạnh nhất đâu, nhưng mà ok, cứ thử đi, biết đâu bất ngờ. Rồi, và trước khi đi thì để mình sửa giáp lại. Tại vì trận chiến cuối cùng á, nên là chắc sẽ rất là kéo dài đấy. Giáp phải full độ bền hết. Kế đến thì mình sẽ làm thêm cả thuốc cơ. Mình đang tính là làm những cái lọ thuốc yếu đuối, rồi sau đó mình sẽ ném vô mặt của cái con boss cho nó yếu lại. Đấy, lúc đó mình sẽ uống thuốc sức mạnh vào, mình sẽ mạnh hơn boss. Rồi sau đó thì bùm, gõ vào con boss như vậy ha. Đó là mình lên kế hoạch thôi. Còn có thực hiện hay không thì một xíu nữa mình mới biết được. Còn bây giờ thì bắt tay vào việc chế tạo thuốc thôi nào. Sức mạnh cấp độ 2. Mình làm có 3 bình, không biết có đủ hay không nữa. Yếu đuối thì cũng 3 bình luôn. Thuốc kháng lửa thì mình có sẵn rồi. À, ủa không, lộn, này là bia rồi. Quên. Ừ, khoan. Bia thì... Ôi, tiếc nhờ bia mình không có kiểu như ném được. Tại vì bia này có yếu đuối cấp độ độ 4 luôn á. Hơi tiếc ha. Rồi, thuốc kháng lửa cũng có ở đây luôn. Mọi thứ đều ổn áp rồi. Chắc bây giờ mình sẽ ngủ một giấc trước khi lên đường ha. Hy vọng là mình sẽ sớm trở về cái lâu đài của mình cùng với những cái người bạn. Và cái con boss mạnh nhất á thì nó không có ở bên thế giới thường, mà nó ở tít bên thế giới kết thúc lận. Nên là bây giờ mình sẽ bay để đi trở lại cái stronghold trước ha. A few moments later. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được cái công trình dẫn tới nơi đánh boss mạnh nhất rồi. Oh my god, thật. Đây là một cái công trình có hình dạng là một cái đầu lâu khổng lồ ha. Ghê thiệt á. Và nó có cái đường vào là ngay cái miệng. Uầy, cái cục gì cơ. Để mình bước vô luôn. Không có gì phải sợ hết. Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị đi nào. Thuốc, sức mạnh các thứ đó nè. Kháng lửa thì mình sẽ uống trước đi, cho chắc. Rồi, hầu như là ok hết rồi đó. Giáp thì mặc vô. Phép thì chuyển sang hồi phục. Bước vào đâu. Ok. Và mình mở khóa được thành tựu True Ending. Oh my god. Trước mặt mình đang là Notch, người sáng tạo ra Minecraft. Thật không thể tin được.
không biết sức mạnh của hắn ta ra sao nhưng mà... Ôi ồ, coi gì đây? Hắn hỏi mình sẵn sàng chưa? Không biết sẵn sàng chưa chứ mình ném thuốc cho hắn được rồi đó. Ồ, ồ, gì đây? Tốt lắm. Sẵn sàng bước vào trận chiến rồi. Ui, hắn tạo ra cái gì đây? Ui, hắn đâu rồi? What? Không thể tin được. Ui, trời ơi, hắn lực lắm. Đúng là người sáng tạo ra Minecraft, cực kỳ lực luôn. Áp sát, tấn công. Ui, không được rồi, không được rồi. Hình như thuốc yếu đuối hắn không có tác dụng. Không biết mình đỡ được không? Ui, mình đỡ được. Tuy nhiên vẫn bị dính hiệu ứng. Chiến này căng rồi. Trận chiến cuối cùng này mình sẽ rất là vất vả đấy. Mình sẽ đỡ. Rồi, đỡ được rồi. Ui, sao lại có thể mạnh được như vậy nha? Vô lý thật. Ui, đỡ, đỡ, đỡ. Ui, wow. Ui, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, rồi, bây giờ hắn chỉ sang dùng nổ lông cước rồi. Kìa, kìa, hắn đá mình cơ. Wow. Ui, ui. Rồi, 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 hắn làm gì mình đây? Rất là nhiều tư thế khác nhau mà hắn tấn công mình luôn á. Ghê thiệt. Nhưng mà không gì thế mà mình sợ đâu. Ê, hình như mình chưa uống thuốc sức mạnh. Đúng rồi, uống thuốc sức mạnh không? Tới cụ kẹo, tới cụ kẹo. Mình đã có sức mạnh tấn công toàn toàn lớn. Đây rồi, đây rồi. Một xíu nữa. Một cái nữa thôi. Đồ quyết đến. Ê, yes. Mình đã hạ được Nosh rồi. Ê, ôi, bây giờ Nosh đã biến thành hình dạng thật sự rồi. Hình dạng thần kìa. Ui, ui, ui. Ghê vậy, ghê vậy. Mình sẽ lấy cung mình bắn. Ui dồi, cái cung của mình có rễ rất là thơm luôn. Ê, ê, mình đỡ đòn cái. Ui, skill gì đây? Ô, oh, no, no, no. Hồi máu lại. Rồi, rồi, mình bị áp sát rồi. Ây da. Có vẻ là không cận chiến được luôn á. Áp sát nè. Lại là chiêu hố đen nữa. Ui, ui, ui. Thử cận chiến coi. Vẫn làm được nhá. Cố lên, cố lên. Sắp rồi. Một tí máu nữa. Ui, mình sẽ kết thúc bằng một phát cung chính xác vào ngay phần đầu của tên boss này. Ủa, hắn bị nhiễm rồi. Ê, nhưng không, ngọn lửa từ vũ khí của mình đã hạ được hắn. Yay. Wow, mình không ngờ bây giờ mình lại mạnh như vậy luôn á. Chỉ với một cái cung thôi là mình đã kéo rỉa hơn 2 phần 3 cái máu của hắn rồi. Và mình đã giải cứu được rất là nhiều những cái bé Korok nè. Đây là những bé mà lúc đầu giao nhiệm vụ cho mình á. Wow. Và mấy bé đó đã giúp mình trở về thế giới thường. Ok. What? Nhưng tại sao lại thả mình giữa biển vậy? Kỳ cục vậy. Ồ, nhưng mà cái trận chiến với Nosh vừa rồi á, công nhận Nosh mạnh nhá. Chẳng qua là bây giờ mình đã gần như là có sức mạnh tuyệt đối rồi. Bởi vậy, dù cái địch mạnh cái nào nhưng mà mình có sức mạnh tuyệt đối thì cũng xác định với mình thôi. Ờ, chắc mình sẽ tá túc qua làng một đêm á. Ờ, vô làng ngủ cái bữa đi, rồi sáng cái mình hẳn mang cánh rồi đi về nhà sau ha. Không biết dân làng cho mình ngủ ké không nữa. Không cho mình cũng ngủ. Rồi, leo lên giường ngủ thôi. Như vậy thì mình đã thực sự trở về nhà được rồi. Rất may là mình vẫn có thể về nhà và gặp lại bé Cún nè, cũng như là rồng hung dữ nữa. À, và cái hành trình này, mặc dù mình có ăn hành hơi nhiều trong giai đoạn đầu ấy, nhưng mà càng về sau, mình càng nỗ lực hơn thì mình đã trở nên khỏe và bớt ăn hành lại. Cuối cùng là mình đã hạ được vị vua thật sự. Không, nói chung là vị thần luôn á. Vị thần sáng tạo ra Minecraft luôn á.
rất là mạnh á. Những mục tiêu mình đề ra gần như đã thực hiện, đó chính là đánh bại được hầu hết những cái con boss ở trong thế giới siêu chứng minh này, rồi đi phiêu lưu ở nhiều nơi, khám phá ra nhiều thứ hay ho và có được rất là nhiều cuộc hành trình thú vị luôn. Và chuyến phiêu lưu nào rồi cũng sẽ tới hồi kết thôi. Và chuyến phiêu lưu này cũng vậy. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp gặp lại những người bạn này trong một chuyến phiêu lưu khác ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chặng đường vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình. Mong là sẽ không có bất kỳ cái sự mất mát nào. Chứ trong cuộc hành trình này mình đã mất đi bé ngựa rồi. Hai lần mất đi bé ngựa luôn cơ. Rất là tiếc luôn. Ok, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình ha. Cũng do thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.